Hello, xin chào tất cả mọi người. Hy vọng là các anh chị có một cái cuối tuần vừa qua thật là vui bên cạnh gia đình. Qua ngày lễ New Year nhân dịp đầu năm, Jennifer cũng muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả anh chị đang theo dõi chương trình Facebook Live Hỏi và Đáp với lại luật sư Jennifer Hà. Ngày hôm nay là ngày 4 tây tháng giêng năm 2017, và cũng mong là trong năm 2017 này các anh chị gặp rất là nhiều điều may mắn, nhiều tài lộc và nhiều sức khỏe. Thì sẵn sẵn nhân dịp đầu năm á, thì mình cũng muốn khai táo đầu năm bằng những cái chương trình mới, và đồng thời mình cũng có một vài thay đổi về cái chương trình Facebook Live Hỏi và Đáp với lại luật sư Jennifer Hà. Cầu mong là trong cái năm 2017 này, qua cái sự thay đổi này, các anh chị sẽ có những cái thông tin hữu ích hơn. Đặc biệt á, là ngày hôm nay mình có mở một cái đường link, mình có post một cái đường link về cái webinar để mà anh chị có thể vào và hỏi những cái câu hỏi trực tiếp. Và kể từ cái chương trình ngày hôm nay và những cái chương trình sau này, thì Jennifer sẽ mở cái đường link webinar. Anh chị có thể click vào cái link đó và nghe trực tiếp qua webinar. Nhưng mà cái điều hay nhất á, là khi mà Jennifer thấy những anh chị nào mà ở trên cái webinar có giơ tay lên, nó có cái option để mà mình giơ tay lên, thì Jennifer có thể mở cái đường dây đó cho anh chị. Đồng thời cái đường link webinar này nó cũng có cái đường dây điện thoại để anh chị có thể gọi vô, và mình có thể trao đổi trực tiếp ở trên cái chương trình live hỏi và đáp với lại luật sư. Thì như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái cơ hội để Jennifer có thể kết nối giao lưu với anh chị nhiều hơn. Thì để nhìn lại một năm vừa qua, thì mình cũng muốn rất là cảm ơn tất cả anh chị đã ủng hộ cái chương trình này. Thật sự cái chương trình này nó đã bắt đầu vào tháng 3 năm 2016, qua một cái lời khuyên của một cái người business coach của mình, nói là Facebook Live là hiện giờ là cái công cụ rất là tốt để mà mình kết nối giao lưu với lại nhiều người. Và ngày hôm nay thì thật sự mình cũng không có muốn đi qua về vấn đề luật pháp, mà mình muốn dùng cái Facebook Live này để mà kết nối thêm với lại các anh chị đang theo dõi. Hình như là có chị Mỹ ở trên đường dây phải không chị? Ở trên webinar. Dạ đúng rồi à, chị. Dạ chào chị, welcome to the show. Mọi người có nghe chị Mỹ rõ không? Chị My hay là chị Mỹ? Dạ tên My ạ. Tên My, welcome chị. Dạ. Cảm ơn chị đã vô cái webinar. Chị có nghe em rõ không? Dạ em nghe rõ ạ. Dạ, Chào luật sư. chị gọi từ đâu tới vậy chị My? Dạ San Francisco, California. Dạ. Hôm nay chị có câu hỏi hay là chị muốn kết nối giao lưu chị? Dạ em cũng có một cái câu hỏi thắc mắc Dạ. là em có một người một anh bạn cũng quen khoảng 1 năm, nhưng mà anh ấy là người Mỹ trắng ở Tennessee á, mà anh Dạ. ấy là fireman. Thì tụi em cũng có ý định là kết hôn, nhưng mà công việc làm của em ở đây á, thì em đang có một công việc làm rất là tốt. Thì Dạ. hiện tại là cái visa của em là ngắn hạn thôi, nhưng mà em đang có một công việc làm ở đây tốt, nên là vì anh ấy cũng muốn xúc tiến đến hôn nhân để mà giúp em ở lại á. Thì nếu mà tụi em kết hôn với nhau á, thì hiện tại thì em chưa thể qua bên Tennessee với ảnh được, và ảnh cũng có công việc của ảnh cũng không có sắp xếp qua bên đây với em. Thì nó có như vậy mình có khả thi để mà chứng minh với lại sở di trú không, luật sư? Dạ, cảm ơn chị đã mở đầu chương trình khai táo đầu năm chị. Cũng rất là vui được kết nối với chị. Thì thật sự á, là khi mà mình có một cái trường hợp như vậy, thì đối với sở di trú họ rất là đa nghi trong cái bộ hồ sơ của mình. Họ sẽ nói là thường hai vợ chồng sẽ cần sống chung một cái tiểu bang. Trong những cái trường hợp như vậy á, thì thường họ sẽ kéo dài cái hồ sơ của mình. Họ sẽ có cái trường hợp mà chị sẽ thấy nó sẽ xảy ra như thế này. Họ sẽ cho chị đi lăn tay, rồi xong sau đó thì họ có thể gửi ngày tháng cho chị đi phỏng vấn, nhưng mà xong sau đó họ cứ tiếp tục họ dời ngày tháng phỏng vấn, hoặc là chị đi phỏng vấn xong rồi xong họ không có gửi cái thẻ xanh về. Tại vì nó rất là khó cho họ tin là hai vợ chồng sống ở hai tiểu bang khác nhau. Đặc biệt thí dụ như nếu mà chị có thể chứng minh là chồng của chị đang đi lính, hay là có một cái tờ giấy gì ở trong cái từ cái fire station á, để mà xác nhận là
ảnh không có dọn qua tiểu bang chị đang sống vì những cái lý do này, và cái thời điểm mà ảnh có thể rời là như thế nào á, thì như vậy thì nó khả thi hơn. Còn trong trường hợp mà hai người nộp giấy tờ vô á mà không có sống chung một cái tiểu bang á, thì nó rất là khó. Cho nên nếu mà hai vợ chồng đang muốn tiến tới vấn đề hôn nhân á, thì tốt nhất á, là một trong hai phải hy sinh để mà dọn về sống chung một cái tiểu bang, ít ra trong một cái thời gian rất là ngắn, tại vì mình sẽ có những cái dấu vết là mình sống ở ở hai cái tiểu bang khác nhau. Và gần đây mình cũng có gần 10 người cũng gọi mình về cái vấn đề này, và họ đã nộp giấy tờ vô và sở di trú đã tiếp tục cứ ngâm cái hồ sơ của họ như vậy hoài, không có cấp cho họ cái thẻ xanh, mặc dầu họ đã nộp vô giấy thuế, họ đã nộp vô những cái thông tin bảo hiểm để mà chứng minh là họ đang là vợ chồng, đang mua bảo hiểm chung, đang cư ngụ một cái địa chỉ. Nhưng mà khi mà mình đi làm á, thì sở thuế thường sẽ có những cái bằng chứng là mình đang sống ở ngoài hai cái tiểu bang khác nhau. Cho nên như vậy á, thì chị làm nó sẽ khá là nguy hiểm, thì đôi khi nó có thể nó không có cấp thẻ xanh cho chị, hoặc là nó sẽ deny cái hồ sơ của chị và nói là nó nghi ngờ là cái hồ sơ này là một cái hồ sơ hôn nhân giả. Cho nên cho dù có thiệt á, thí dụ như có thiệt thì cái lần đầu tiên chị nộp như vậy có thiệt á, thì sau này chị họ đóng cái hồ sơ của chị và chị cùng cái người này nộp giấy tờ vô trở lại và hai người sống cùng một cái tiểu bang á, thì nó sẽ còn khó hơn nữa. Cho Tại tại nên vì nếu mà em cũng định là, tại vì công ty của em cũng có thể là làm, nó có một cái chương trình trên hệ thống á, là từ xa được á, thì nếu mà em cũng dự định là bay đi bay về thường xuyên á chị, tại cũng thăm ảnh bay đi bay về thường xuyên chị. Và nếu mà mình có thể thì nếu mà công ty trả lương thì nó trả chuyển khoản qua ngân hàng luôn. Và nếu như mình có thể nói, mình có cái lý do là mình nói là mình làm từ xa, làm remote từ xa được hay không chị? Nếu mà như vậy thì nó có thể nó work hơn, nhưng mà chị dự định là cái khoảng thời gian hai vợ chồng sống xa nhau là khoảng bao lâu? Tại thường thường mình sẽ có một Cái cái đó kế thì hoạch. chắc cũng khoảng 2 năm, tại vì em có contract ở bên đây. Thì đó là một trong những cái mà chị có thể trình bày. Nếu mà thật sự chị có một cái bản hợp đồng mà nó gò bó chị 2 năm như vậy, thì đó là một trong những cái mà mình có thể trình bày cho sở di trú thấy là mình có một cái bản hợp đồng như vậy, và xong sau đó thì cái tỷ lệ mà họ chấp nhận thì nó có thể nó cao hơn những người khác mà không có những cái bằng chứng đó. Tại phần phần đông á, là khi mà mình có những cái trường hợp như vậy á, thì nó dễ dàng hơn. Phần đông những người mà họ hỏi em á, thì thực sự họ không có hợp đồng, hay là họ làm ở trong cái tiệm nails thì cái bằng chứng họ cung cấp thì nó thiếu sót nhiều lắm. Nhưng mà cái tỷ lệ thành công thì mình cũng không có chắc chắn bằng là thường là ở chung với nhau, của không sư? Ở Đúng chung rồi với chị chị. bạn. Trừ khi là một trong hai ở trong quân đội á, thì nó dễ dàng hơn, tại trong quân đội họ có cái sự gò bó phải huấn luyện đồ vân vân. Nhưng mà nếu mà không có trong quân đội á, thì họ sẽ đánh cái dấu hỏi liền và họ sẽ ngâm cái hồ sơ của mình rất là lâu. Rồi. Em cảm ơn Tư. Cảm ơn chị, rất là vui được kết nối với chị ngày hôm nay. Rồi Cảm ơn Tư. Có gì thì chị cứ tiếp tục theo dõi ở trên Facebook rồi sau mình sẽ kết nối thêm ha. Chúc chị nhiều may mắn. Cảm ơn luật sư nhiều. Nếu có câu hỏi gì thì có thể em sẽ gọi luật sư sau ạ. Cảm ơn chị. Rồi bây giờ mình đang testing cái chương trình hả? Các anh chị đang theo dõi cái chương trình ở trên Facebook Live, có thể đánh giùm mình vài chữ xem coi hồi nãy có nghe chị My nói chuyện rõ ở trên cái đường dây webinar hay không ha. Tại mình cũng đang lần đầu tiên mình sử dụng cái chương trình này cùng với lại cái webinar, cho nên mình cũng không biết là có nghe rõ ràng hay không. Để coi coi, các anh chị nào đang theo dõi mình thấy cũng cũng khá đông anh chị vào chương trình ngày hôm nay ha. Ok, cảm ơn chị Hoa ha. Cảm ơn chị Hoa, các anh chị từ đâu tới cũng cảm ơn anh Danny, thank you so much. Rồi thì không biết là anh chị có phản ứng như thế nào về cái chương trình hỏi và đáp live như vậy. Mình thấy nó rất là vui để kết nối với lại anh chị và nó có một cái sự interaction hơn ha.
Và đồng thời mình cũng rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi cái chương trình này. Thật sự khi mà người bạn đề nghị là Jennifer làm một cái chương trình này, mình rất là run. Thứ nhất là tại vì tiếng Việt không có rành, để mà mình quen biết nhau hơn thì Jennifer xin một vài phút chia sẻ về bản thân của mình ha. Thật sự Jennifer là cha mẹ đã qua đây trong cái thời kỳ chiến tranh, sau năm cỡ chừng khoảng năm 80 là qua đây vượt biên, và cha mẹ đã đem Jennifer hồi lúc mà mình còn rất là bé, cho nên tiếng Việt của mình không có rành. Mình càng ngày càng cố gắng học hỏi thêm từ các anh chị và phim tập và karaoke, cho nên càng ngày mình càng cố gắng tiến bộ, học thêm tiếng Việt. Mà cái mà mình quý nhất á, là có được cái cơ hội để mà giao lưu với lại cộng đồng người Việt của mình qua cái văn phòng làm việc của mình, và đặc biệt qua Facebook trong những năm vừa qua đây. Và mình đã có cơ hội để mà mình giúp cộng đồng một chút xíu về những cái kiến thức liên quan tới luật pháp. Thì rất là cảm ơn anh chị đã thông cảm về cái vấn đề ngôn ngữ của mình. Hy vọng là đôi khi mình nói có chữ chữ có chữ không, cho nên anh chị đã niệm tình thương mình, thì mình cũng rất là cảm ơn. Đôi khi cũng có một số người thì họ nói tiếng Việt mình không có rành, nhưng mà that's okay, 9 người 10 ý phải không? Mình cũng không có làm vừa lòng cả thế giới được, nhưng mà tất cả anh chị em nào mà đang với một cái tinh thần đoàn kết thì mình rất là cảm ơn. Thì trong năm vừa qua thì cũng qua cái Facebook Live này thì Jennifer cũng đã có dịp kết nối nhiều với anh chị và đã trả lời nhiều về vấn đề liên quan tới di trú. Và mình cũng muốn là trong cái năm nay là mình thu gọn lại những cái vấn đề mà văn phòng làm. Tại vì mình muốn rất là chuyên thêm về vấn đề di trú, tại phần đông là người Việt của mình rất là quan tâm về cái vấn đề này, và mình muốn bỏ bớt những cái phần specialty nào mà mình thấy không có nhu cầu cao. Cho nên trong năm 2017 này thì văn phòng sẽ chuyên thêm về vấn đề di trú và vấn đề phá sản và vấn đề luật gia đình. Thì nếu anh chị nào có những cái nhu cầu đó thì sẽ Jennifer sẽ giúp anh chị. Còn nếu mà những cái vấn đề khác thì đương nhiên mình sẽ tư vấn cho anh chị và hướng dẫn anh chị tới một cái người luật sư thích hợp hơn. Nhưng mà đó là ba specialty mà Jennifer sẽ tập trung trong 2017 này. Để xem coi. Và đồng thời một trong những cái điểm khác mà mình đã rút tỉa ra từ năm 2016 đó là có rất là nhiều người đã hiện giờ đang sống ở Mỹ hoặc là đang sống ở bên Việt Nam, họ muốn tìm kiếm một cái phương tiện nào đó để mà họ có thể định cư lấy thẻ xanh luôn, hoặc là họ có thể di dân qua bên Mỹ. Và đồng thời cũng có rất là nhiều công ty cũng đã liên lạc với lại Jennifer và muốn tìm kiếm những người nhân tài từ ở bên Việt Nam, những người mà giúp về vấn đề lao động hay là gì đó để mà đáp ứng nhu cầu của công ty của họ. Cho nên vì vậy Jennifer dự định là trong năm 2017 này sẽ tạo ra một cái trang Facebook group, và cái trang Facebook group này sẽ là một cái trang để mà mình kết nối lại hai bên, tức là những anh chị nào hiện giờ đang có công ty, đang có nhu cầu tìm kiếm những người nhân viên thì xin liên lạc với lại Jennifer, và mình sẽ add bạn vào trong cái group này để mà giúp bạn tìm kiếm những người nhân viên đó. Và những bạn nào hiện giờ đang ở bên Việt Nam hay là ở bên nước ngoài, hoặc là hiện giờ đang sống tại Mỹ mà visa chưa hết hạn mà bạn đang muốn tìm kiếm một cái phương diện nào để mà tiếp tục ở lại á, thì cứ liên lạc với mình và mình sẽ add bạn vào trong cái group này để hai bên có thể kết nối lại. Tại cái khó khăn á, là rất là nhiều người có nhu cầu mà họ không có biết bắt đầu từ đâu, cho nên công việc mà Jennifer hy vọng làm á, là mình sẽ kết nối những công ty với lại những người bạn mà đang theo dõi chương trình. Mình nghĩ là đây là một cái phương tiện rất là tốt.
Thì đồng thời cũng có rất là nhiều người họ hỏi tới cái vấn đề lấy vợ chồng. Thì biết đâu là trong năm sắp tới mình anh em mình tụ họp lại, mình tạo ra một cái dating group luôn ha, những bạn gái và những anh chàng nào đang đang tìm kiếm hot girl có thể mình kết nối luôn. Nhưng mà cái đó là mình để trong kế hoạch tương lai lâu dài hơn ha anh chị. Và hy vọng là qua cái group đó thì mình sẽ có cơ hội để mà mình kết nối thêm. Tại vì thật sự mình mở một cái Facebook Live này là cái điều may mắn nhất là mình đã tìm kiếm thêm rất là nhiều người bạn, mà cũng đã đồng thời học hỏi rất là nhiều từ các anh chị đang theo dõi chương trình. Mình biết là cái kiến thức mình trao dồi qua lại thì mình sẽ học hỏi rất là nhiều. Và nếu mà anh chị hiện giờ đang run những cái group gì hay là đang có những cái hoạt động gì thì cũng cũng nên cho mình biết, tại cái mục tiêu của mình là mình muốn kết nối thêm người Việt với nhau. Qua cái thông điệp này mình biết trong 2017 là Facebook Live sẽ đưa ra một cái chiến lược rất là lớn, để mà nhiều người có thể chia sẻ hơn ở trên những cái chương trình này. Và mình cũng mong là càng ngày tiếng Việt của mình càng tiến bộ để có thể gửi gắm anh chị những cái chương trình hữu ích hơn liên quan tới pháp lý hay là cuộc sống, hay là những thứ khác mà anh chị quan tâm. Và cái điểm thứ ba mà mình muốn nhắc tới là trước đây vì Jennifer không có technological lắm thì mình đã giữ hai cái trang Facebook, một cái trang Facebook personal và một cái trang Facebook Jennifer Hà attorney at law. Thì vào ngày trong tuần này thì Jennifer sẽ delete cái profile thứ nhì và giữ cái page này thôi, để mà mình có thể thu gọn lại. Có một người bạn nói là phải phải rõ ràng mới mới xuất sắc được, cho nên nhiều khi mình phân chia nhiều hướng quá thì mình không có thể xuất sắc được, cho nên mình muốn thu gọn lại làm rõ ràng hơn. Và cũng cầu mong là nếu anh chị nào mà vẫn còn đang friend ở trên cái profile đó thì các anh chị có thể like cái page này để mà mình có thể kết nối giao lưu. Và mình cũng rất là vui được được làm bạn với lại các anh chị. Nhiều khi anh chị có thể gửi message cho mình, không nhất thiết liên quan tới vấn đề luật pháp. Mình có thể make friend thôi, tại mình cũng muốn là trong năm 2017, năm 2018 có dịp để mà mình travel nhiều nơi khác nhau. Và hy vọng là nếu mà travel được mà tới những cái nơi nào mình sẽ báo trước, và cũng nhờ các anh chị đã theo dõi chương trình, nhờ các bạn dắt mình đi 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 tìm kiếm những nơi ăn uống rất là ngon ở cái địa phương. Và không biết có anh chị nào đang đang ở nước ngoài hay không, nhưng mà mình cũng muốn travel thêm. Và để coi mình có một cái list rất là dài ha. Nhân dịp đầu năm mình cũng muốn làm một cái drawing ha. Thì các anh chị nào mà đang theo dõi cái chương trình này thì mình sẽ lấy tên của anh chị ra và mình bỏ vào, tuần tới mình sẽ có một cái buổi bắt thăm ha anh chị. Và mình sẽ bắt thăm những cái tên của những người nào đang theo dõi cái chương trình và comment ở dưới để mà mình gửi quà tặng cho năm anh chị đang theo dõi cái chương trình ngày hôm nay, để mà thật sự cảm ơn cái sự ủng hộ của anh chị và cái sự theo dõi của anh chị. Và cũng nhờ anh chị share giùm mình những cái video này để nhiều người có thể biết thêm về cái chương trình này và chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau. Và để coi coi hiện giờ ở trên cái comment này thì không không biết là mình có dịp để mà mình scroll hay không, nhưng mình nói là không có tech tech savvy lắm, các anh chị thông cảm với mình ha. Hello chị Helen, cảm ơn chị. Ok, khởi đầu mồi phải, đầu mới. Hello, khởi đầu mới. Thấy chưa, mình nói là tiếng Việt của mình không có rành. Hello, Linh Tinh. Rồi, Tú Nguyễn, để mình xem thêm cái câu hỏi của Tú Nguyễn ha. Thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng từ khi mở hồ sơ đến khi phỏng vấn 2 năm rồi. Thẻ xanh 2 năm hay 10 năm là tùy vào ngày kết hôn. Ok, cảm ơn Tú đã chia sẻ thêm về cái khía cạnh này. All right.
Ok. Đang đọc những cái comment của anh chị xem coi có bạn nào cần trả lời gì hay không ha. Ok, so bây giờ là mình thấy được có một cái câu hỏi của Uyên ha. Là Uyên có hỏi trên đây là ba Uyên kết hôn với lại một người nước ngoài đã có quốc tịch, và sau đó sau khi nhận được thẻ xanh 2 năm khi nào mới bảo lãnh được cho bạn của Uyên. Thì sẵn đây mình cũng trả lời cái câu hỏi đó ha. Thì khi mà mình kết hôn và mình lấy cái thẻ xanh qua cái diện hôn nhân á, thì khi mà có cái thẻ xanh 2 năm thì mình có thể bảo lãnh cái người thân của mình liền. Cái người thân của mình mà mình có thể bảo lãnh là những người con chưa có gia đình. Tại vì khi mà mình có thẻ xanh, anh chị nên hết sức cẩn thận về cái vấn đề này nha. Khi mà mình có thẻ xanh á thì mình có thể bảo lãnh những người con, cho dù họ bao nhiêu tuổi cũng được, mình vẫn có thể bảo lãnh họ. Và sau này khi mà mình có quốc tịch đó, thì mình có thể báo với lại sở di trú để mà sở di trú upgrade cái hồ sơ của mình. Nhưng mà trong cái thời gian chờ đợi, mình phải hết sức cẩn thận là mình căn dặn với lại những người con của mình là họ đừng nên kết hôn. Tại vì khi mà họ kết hôn á, là sở di trú sẽ cancel nguyên cái bộ hồ sơ đó. Tại hiện giờ một người có thẻ xanh á, không có thể bảo lãnh con cái mà đã có gia đình. Hiện giờ cái diện đó nó không có exist, nó không có tồn tại. Chỉ khi nào mình có quốc tịch thì mình mới bảo lãnh những người con mà đã có gia đình. Cho nên nếu trong trường hợp mà anh chị đang trong cái thời gian chờ đợi á, thì mình khuyên là anh chị đừng nên làm giấy tờ hôn thú với lại cái người mà mình đang sống chung. Có thể anh chị đang sống chung ở bên Việt Nam với lại cái người đó mà mình có thể có con luôn với lại cái người vợ hay người chồng, nhưng mà miễn sao anh chị đừng có làm hôn thú thì mình vẫn có thể đi theo cái diện cha mẹ bảo lãnh khi mà cha mẹ có thẻ xanh ha. Thì hy vọng mình đã giúp trả lời được cái câu hỏi của bạn. Và nếu mà bạn của Uyên đang không có theo dõi cái chương trình này á, thì Uyên cứ gửi cho bạn Uyên để mà xem ha. Rồi. Luật sư ơi, em Dạ. là May này. Sẵn cái hồi nãy luật sư hỏi á, thì bạn em nó cũng có một trường hợp như vậy, là giống giống là người chị bảo lãnh hai chị em là đã qua bên đây, qua bên Mỹ rồi, thì người chị là đã có quốc tịch rồi, thì sau đó người chị có bảo lãnh ba mẹ qua, thì ba mẹ đã qua luôn rồi, có thẻ xanh rồi, nhưng mà cái người em á thì vẫn chưa có được cái gì hết, nghĩa là vẫn là du học sinh ở bên đây. Thì cái người ba mẹ đó mới có thẻ xanh thì có bảo lãnh làm giấy tờ liền bảo lãnh cho cái người em hay không, vì người em cũng chưa có kết hôn gia đình gì hết. Ok. Thì hai người cha mẹ đó có thể bảo lãnh cho cái người em, nhưng mà người em không có lấy được cái thẻ xanh liền. Họ vẫn chờ cho tới khi tới đợt visa của họ đó thì họ mới lấy được cái thẻ xanh. Tức là cha mẹ có thể tiến hành cái hồ sơ, nhưng mà hiện giờ cha mẹ bảo lãnh con nếu mà cháu nó dưới 21 tuổi á, thì cái thời gian họ chờ đợi á, thì nó cũng cỡ chừng 2 năm thôi. Nhưng mà nếu mà nó trên 21 tuổi á, thì hiện giờ cái thời gian chờ đợi là khoảng 7 năm. Sở di trú nó sẽ không có cấp thẻ xanh liền. Dạ, vẫn là 7 năm rồi. Lúc đó cái người em phải duy trì cái status bên đây hợp pháp đúng không luật sư? Không hẳn, tại vì 7 năm là trong cái thời gian 7 năm á, thì cha mẹ sẽ có đủ thời gian để mà thi quốc tịch. Cho nên khi mà cha mẹ nhập tịch rồi á, cho dù đứa bé đó nó đã out of status thì nó cũng có quyền nó lấy được cái thẻ xanh. Dạ. Tại vì cha mẹ hoặc là con cái có thể bảo lãnh cho cha mẹ khi mà cha mẹ vào nước Mỹ. Để mình nói lại, những người có quốc tịch á, có thể bảo lãnh cho cha mẹ con cái và vợ chồng, nếu mà những người đó đã vào Mỹ hợp pháp, mặc dầu những cái visa của những người đó đã hết hạn. Cho nên
cái người em đó có thể out of status, nhưng mà khi mà cha mẹ nhập tịch đó, thì có thể lấy được cái thẻ xanh, không thành vấn đề, không Nhưng mà cần phải một... chờ tới 7 năm lận không Đúng sao? rồi. 7 năm. Đúng rồi, thì mình nghĩ là hiện giờ nếu mà cái người em đó là đang ở Mỹ rồi, với diện du học sinh, cái tỷ lệ mà cô nàng này tìm kiếm được một cái anh chàng nào kết hôn thì nó sẽ, cái xác suất đó nó sẽ cao hơn. Em cảm ơn luật sư. Dạ, cảm ơn chị My, chị giúp làm cái chương trình này phong phú hơn đó. Cảm ơn luật sư. Dạ, ok, thì cũng cũng gần hết thời gian rồi, cũng rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và cũng mong là trong năm 2017 này các anh chị em mình có dịp để mà mình kết nối giao lưu, kết bạn với nhau nhiều hơn. Hy vọng là mình cùng nhau chia sẻ những cái thông tin này để giúp các đồng bào của mình hiện giờ đang trong cái tình trạng khó khăn, bị vướng bận về vấn đề luật pháp, và cũng mong là anh chị tiếp tục theo dõi cái chương trình này và đặt những cái câu hỏi rất là thú vị giống như chị My, và gọi vào chương trình để mà cái chương trình nó thêm phong phú. Và chúc anh chị một ngày làm việc rất là tốt đẹp, và hẹn gặp anh chị lại trong những cái chương trình sắp tới. Cảm ơn anh chị. Bye bye. Bye bye chị My. Cảm ơn sao? Dạ. Cảm ơn. Bye bye.